Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại một mùa trung thu đã đến. Và hôm nay lại có một cái dịp để mà gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai cùng với ông bà nội của Hùng Tâm và Mì Mí lại ngồi quay quần bên nhau, cùng ăn những cái bánh trung thu và thưởng thức những cái tách trà. Thì mà má đang chuẩn bị những cái bánh trung thu và những cái gói trà rất là ngon. Và nhân dịp Tết trung thu thì Quốc Nghiệp Ngọc Mai kính chúc cho tất cả mọi người có được một cái mùa trung thu rất là đầm ấm, rất là tràn đầy hạnh phúc, đoàn viên và cùng với mọi người có thể thưởng thức bánh trung thu và trò chuyện cùng với nhau. Còn ba và má có muốn gửi một cái lời chúc trung thu gì đến với tất cả mọi người không? Chúc cho mọi người một cái mùa trung thu đầm ấm và hạnh phúc. Chúc mọi người mùa trung thu hạnh phúc nha. Một mùa trung thu lại đến và thực sự ra thì gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai rất là nhớ những cái mùa trung thu trước. Và nhất là có một cái mùa trung thu rất là đáng nhớ, không biết Hồng Tâm nhớ không? Khi mà chúng ta làm một cái trung thu ở ngoài trước cửa và chúng ta có đánh trống nè, Hồng Tâm đánh trống nè. Dạ, xong rồi con. Con đội con gì? Con đội chú. Con lớn đúng không? Hay là ông đĩa không? Dạ ông đĩa, xong rồi con đánh trống ăn chữ. Đánh trống xong rồi con thấy hai con lưng con sửa con khóc. Đúng rồi. Chị con có nhớ là hả? Cái đợt đó con hát cái bài gì không? Tùng dinh dinh à là tùng dinh dinh. Nói cho anh nghe. Ủa anh nói cho em nghe à? Tùng dinh dinh là tùng dinh dinh. Nơi ấy ta vui, chúng ta ăn bánh trung thu. Đó. Thực sự ra là có quá nhiều những cái kỷ niệm, thậm chí là đã qua một cái mùa dịch rồi, 2-3 năm nay rồi, thì Mì Mí, Hồng Tâm cũng đã lớn hết và những người bạn cũng rất là lâu ngày cũng chưa gặp. Nhưng mà thôi thì Quốc Nghiệp và Ngọc Mai sẽ làm một cái video ở đây để cho mọi người nhớ lại những cái khoảnh khắc đó và được ngồi ở đây ăn bánh, uống trà để mà chúng ta cùng chia sẻ và nói chuyện về cái ngày trung thu của những cái năm trước đó. Và nhân cái dịp mùa trung thu này thì Quốc Nghiệp và Ngọc Mai xin kính chúc tất cả mọi người có một mùa trung thu thật là đầm ấm và cùng với tất cả mọi người thân được quay quần bên nhau, uống trà và thưởng thức những cái bánh trung thu rất là ngon. Bởi vì bánh trung thu bây giờ nó không còn giống như bánh trung thu trước nữa, nó cũng nhỏ xíu như vậy và cũng có nhiều cái bánh trung thu biến chế ra từ rau câu, từ bánh kem, chứ không phải là giống như ngày xưa là một cái bánh trung thu nó quá ngọt và khi mà mình ăn vô một cái mình không muốn ăn nữa. Nhưng mà bây giờ thậm chí là cái bánh trung thu là bánh trung thu chay hả em? Có loại bánh chay và bánh không chay, nhưng mà quan trọng là bánh có ngọt hay không. Thì mình khi mà bánh trung thu mà uống với trà thì sẽ rất là ngon, nó sẽ làm dịu cái vị đó lại, cho nên cũng không đáng lo. Thực ra là trung thu là một cái cớ để cho cả gia đình được ngồi quây quần với nhau, được ăn bánh là được uống trà hả mà. Mà già thì lâu lâu mới sang chơi thì luôn tiện thì mà thì bởi vì phong tục của người Hoa thì thường cúng trăng, gọi là mình người Việt thì gọi là cúng rằm đó, thì má thì hay gọi một cái câu rất là hay, đó là má cúng trăng đó. Cho nên là rất là hay để cho con cháu cũng biết được rằng là trung thu nó sẽ như thế nào. Và ở bên nhà mà thì có nhiều lần lắm. Để anh kể một cái câu chuyện này rất là hay, mà tự nhiên á cái nhắc đến câu chuyện của người Hoa và nhất là nói về cái ngày trăng rằm thì con lại nhớ một cái câu chuyện mà ngày xưa bà nội là má của dì dè đó Hồng Tâm, mà má của dì dè bà nội ngày xưa rất là giỏi về coi trăng, đoán mưa. Thì cái đó là không biết là mọi người đã từng nghe về câu chuyện đó chưa, thì hôm nay mọi người sẽ nghe câu chuyện đó từ những nhân vật có thật ở đây và chứng kiến cái cảnh ngày xưa đó như thế nào. Thì má kể một chút xíu để cho mọi người biết là ngày xưa bà nội á hay cái gì cá độ á, gọi là cá độ luôn á. Hồi xưa bà nội con là ở bên Miên á, bên Campuchia á, là bà nội cứ chỉ có ngồi trước cửa nhà cứ canh cái trời có mưa không mưa, là giống như là cá độ mưa vậy đó. Wow, có bà nội rất là hay luôn á. Cá độ có nghĩa là giống như là con cá là mấy giờ mưa, bà nội cá mấy giờ mưa, ai mà đúng cái giờ hơn thì người đó sẽ thắng. Đúng. Wow, phải không bà? Cái đó là không phải ai cũng có thể được. Coi như là sáng sớm á, từ 4 giờ là thức dậy ra ngoài cái nơi trống á, nhìn vô cái trời
coi cái mây, có thể đoán được ngày hôm nay có mưa hay không, mưa lớn hay mưa nhỏ, thậm chí còn biết là mưa lúc nào, giờ nào, giống như một cái khí đường vậy. Thì má biết vậy thôi, tại bà nội nói lại cho má biết mà. Có nghĩa là bà nội là giỏi đến mức độ là có thể nhìn mây, đoán được mấy giờ mưa, mấy giờ hết mưa. Mà mưa nhiều hay ít, đủ cái như là cái lượng mưa để mình nhỏ để mình thắng được, coi như là cá độ như vậy đó. Vậy là những cái người mà cùng chơi cái trò chơi đó thì cũng giỏi như nhau, ai cũng biết. Vậy thì cái đó gọi là hên xui hay như thế nào? Cũng không có hên xui lắm. Nhưng mà những người mà biết chơi cái gọi là cá độ mưa đó là ai cũng có kinh nghiệm hết. Wow. Nhưng mà cũng chưa hẳn là chắc chắn chính xác, bởi vì cái mưa gió hay là trong ngày nó có thay đổi. Nhưng mà cái khí hậu, khí tượng hồi xưa mấy chục năm á thì không phải như bây giờ. Có nghĩa là không có tiên tiến, không có đoán được, cũng không có đo được, mà chỉ đo bằng cái con người thôi. Không phải nữa, đo được. Nhưng mà hồi xưa nếu mà cái mây đó mình nhìn vô, mình sẽ đoán được là bao mấy giờ sẽ có mưa, nó sẽ không có thay đổi nhiều hồi xưa đó. Còn bây giờ khí hậu nó quá lộn xộn rồi, có thể mình thấy mưa cái mây này đen quá nhưng mà chút xíu hết mưa. Wow. Bây giờ là khó đoán hơn. Con hiểu không con trai? Rồi bây giờ để tiếp tục câu chuyện này, nó ly kỳ và hấp dẫn lắm. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta là phải cho các bạn nhỏ này ăn bánh. Và chúng ta cũng thưởng thức một tí xíu để mà tiếp tục câu chuyện nha mọi người. Xin mời ba má. Xin mời Hồng Tâm nhé. Hồng Tâm có thích không? Rất là háo hức đúng không? Đó, rồi. Đầu tiên là mời về về. Rồi, không ai về về uống trà. Đấy con cầm nè. Ủa mì Mỹ cũng uống trà nữa hả? Thưa với lại quý vị và các bạn, cũng như là thưa ba má, là trà này là một cái trà. Wow. Ôi chừng, ôi chừng. Rất giỏi. Rồi xin mời mì Mỹ ngồi xuống. Rồi, đây là một cái loại trà không mất ngủ, không đắng. Nó chỉ có một cái vị mà chúng ta có thể thưởng thức được nó. Rồi xin mời ba má uống trà. Mời Hồng Tâm. Mời Hồng Tâm, mời bà má, mời mì Mỹ. Rồi mời mọi người. Mời tất cả mọi người uống trà, ăn bánh trung thu. Wow. Đây là bánh trung thu mà ở cái hộp thiết đó. Cái bánh trung thu rất rất là thơm. Đó. Và để chúng ta sẽ cùng thưởng thức với nhau. Đây con mời má. Đây. Má sẽ lấy một miếng xong chúng ta sẽ mời nhau nha. Đây. Rồi. Rồi. Giỏi. Đây, ông nội một cục. Bà má đây coi. Xin mời em cookie, có cục trứng bự ta là thằng chó. Nơi mình mới chọn đấy. Nghe có cục trứng. Cái này có cục trứng nè. Đấy nè, có cục trứng. Ở đâu cũng có trứng hết á. Cuộc đời của Nghiệp á là hạnh phúc nhất khi mà được ăn một cái bánh trung thu mà ở trong đó nó chứa gần như là nguyên cái trứng muối ở trong này. Đó là cái điều mà chắc là không phải mình Nghiệp thích nữa mà là ai cũng thích. Nhưng mà đặc biệt là không biết sao mình ăn vô để mình thưởng thức cái vị, xong rồi mình sẽ nói cho tất cả mọi người nghe nha. Wow, that's so cool. Ba má nhân. Ba má nhân. Wow. Bạn này cũng giống y hệt bà má. Bạn này cũng y hệt bà má luôn. Có nghĩa là thích ăn cái trứng và ăn cái ngon nhất là xong. Còn bạn này á thì lại ăn cái dở nhất xong rồi để dành cái trứng. Có nghĩa là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Bạn này thì tận hưởng trước làm sao, còn bạn này thì làm trước tận hưởng sau. Còn bà bá là vừa làm vừa tận hưởng. Rất là ngon. Thật sự ra là để mà ăn một cái bánh trung thu á mà hàng ngày có á ba đó thì á nó đơn giản quá, nhưng mà nó phải đúng ngay cái mùa này, dịp này, rồi ngồi quay quần bên nhau, ăn với nhau, uống một cái ly trà với nhau thì nó thú vị và nó ngon gấp mấy lần. Mặc dù nó có ngọt, có thơm, có nhiều trứng muối thì chúng ta vẫn cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Rồi
Nhưng mà cái này thưởng thức từ từ mới ngon, nếu mà vô cái nó hơi ngọt. Ba hỏi dài dài tiếp đi, con muốn nghe cái câu chuyện hồi nãy nè em. Giống như mà má, giống như là thậm chí là con và tất cả mọi người, 167.000 người follow ở trên cái kênh Quốc Nghiệp Ngọc Mai Official này đang đợi nghe cái câu chuyện của ba để tiếp tục nó ly kỳ hấp dẫn như thế nào. Bởi vì chưa bao giờ, nghĩ là chưa bao giờ có một cái chuyện mà cá độ bằng thời tiết. Nhưng mà con muốn biết rõ hơn á, là cái việc là cá độ bằng thời tiết đó, là cá độ bằng tiền nhiều hay ít? Cái đó tùy. Tùy mỗi người cá độ cái tính chất như thế nào. Nhiều khi cá độ theo kiểu vui thôi. Bởi vì mỗi một người á, họ ai ai cũng nghĩ là mình rất là giỏi. Sáng sớm mình nhìn cái trời là biết bữa nay có mưa, mưa bao nhiêu trận, mưa lớn hay mưa nhỏ, mấy giờ mưa. Bởi vì hồi xưa thì không có tiến bộ như bây giờ, không có điện tử, không có máy gì để nhất là đó. Ở Campuchia, cái đó là ở Campuchia đó chứ không phải Việt Nam. Mấy chục năm về trước á, là ở Campuchia thì có cái đó. Sau đó thì sau năm 75 á, giải phóng rồi á, chơi Việt Nam thì chắc không có chơi nữa. Tại vì không có chơi nữa. Sau năm 75 á, thì con nghĩ là mọi thứ đã tiến bộ rồi. Cũng có điện thoại, cũng có những cái đài khí tượng thủy văn. Và hơn hết nữa là nếu như bây giờ mà bà nội còn sống lại thì con nghĩ là bà nội còn đoán thua con nữa. Con chỉ cần 30 giây thôi, con mở một phát một là con biết mấy giờ mưa, khoảng bao nhiêu phần trăm mưa. Đúng rồi. Có nghĩa là công nghệ và cái giai đoạn này rồi. Mọi thứ nó phát triển đến một cách là kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của con người. Thậm chí là cái dây điện bây giờ nó không còn dây điện nữa, mà là nó dây điện không dây và nó cũng có thể phát ra điện. Hoặc là có rất là nhiều những cái thứ mà tưởng chừng như là con người sẽ không bao giờ có thể làm được. Nhưng mà đúng là con người không có một cái giới hạn gì, không có một cái thế lực vô hình gì mà không làm được. Giống như là wifi đi, mình đâu có thấy được cái cọng dây đâu, đúng không bà? Mình còn không thấy được nó là cái gì, mình cũng không biết nó là từng sóng gì hết. Vậy mà nó vẫn có thể phát, vẫn có thể người ta cầm một cái điện thoại ở đây, người ta cũng đang có thể xem cái phim này, cái video này của chúng ta đang nói như thế nào. Nhưng mà thực sự là quá là cái câu chuyện kinh khủng. Nhưng mà còn câu chuyện nào khác không, bà còn nhớ không? Câu chuyện thì nhiều, nhưng mà cái đó là hồi xưa. Bây giờ con phải nhắc ba mới có thể nhớ được. Và bây giờ thì có một cái mà má có một món quà này cho Mỹ Mỹ và Hùng Tâm. Wow, có quà các bạn. Mỹ Mỹ Hùng Tâm có thích không? Ăn bánh có ngon không con? Ngon. Bây giờ mà má sẽ có quà này, các con sẽ chờ mà má nha. Ok. Và nhà của chúng ta sẽ có mỗi người một cái này không thể thiếu trong Trung Thu. Ôi. Đố Hùng Tâm là cái gì? Hùng Tâm con đoán được là cái gì không thể thiếu trong ngày Trung Thu, đó là bánh này, trà này, rồi còn cái gì nữa không thể thiếu? Amos. Nếu như mà nếu như mà có cái con đó thì không còn là Trung Thu nữa rồi con trai. Trung Thu con hãy nhớ hồi hồi nhỏ mà má dạy cho con làm cái gì Trung Thu. Con nhớ lại cái Trung Thu mà năm ngoái, năm trước mà chúng ta năm trước nữa mà chúng ta ở cái nhà ở dưới kia đó. Dạ, bên chánh. Dạ, đúng rồi. Nó phải cầm để nè, cái loại đó. Là cái gì? Dạ, cái cháu. Cầm nè, đi qua đi lại. Mà má có chỉ cho mọi người làm á. À, là cái gì mà là cái lồng đèn. Yeah. Và lần này rất là đặc biệt là mà má đã nhờ những người ở dưới Bến Tre, họ làm bằng những cái gáo dừa mà Hùng Tâm uống dừa. Cái người ta uống dừa xong cái người ta lấy cái đó để người ta làm cái lồng đèn rất là lạ mà má sẽ tặng cho Mì Mí nè, cho Hùng Tâm nè, cho dài dài mà má, cho bà má, cho mà má nữa nha. Vậy là chúng ta sẽ quay trở lại một mùa Trung Thu tuyệt vời mà chưa từng có ở nơi này. Các bạn, chúng ta chuẩn bị có một món quà rất là đặc biệt từ mà má. Xin mời. Mì Mí. Mì Mí đứng dậy, Mì Mí truyền đi. Truyền cho mama rồi mama truyền cho bà bá. Cứ truyền qua từng người. Wow, đặc biệt chưa con trai. Nè, tôi truyền cho con nè. Mì Mí cầm truyền cho mama đi. Không. Wow, hai tay. Cool. Không sao. Nó sẽ cool không?
Đó, con cá nè, phải không? Kìa, tới con kìa. Cái lồng đèn này rất là đặc biệt của năm 2022, mà lần đầu tiên Quốc Nghiệp cũng mới thấy. Là bởi vì ngày xưa á, nếu mà lồng đèn á là chỉ có xài bằng cái lon sữa bò. Con nhớ để hai cái lon sữa bò đó lên, xong rồi sau đó là bỏ cái đèn cầy, rồi mấy đứa nhỏ giống như con vậy đó, lăn đi cái đèn lồng đèn nó xoay xoay. Cái đó là quá là một cái ký ức của tuổi thơ. Còn bây giờ lồng đèn ở ngoài đã làm thành lồng đèn điện, rồi lồng đèn giấy. Còn bây giờ á là lồng đèn từ trái dừa khô. Chúc mừng Trung Thu! Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, và chúng ta mỗi người đều có một cái lồng đèn rất là lạ, được làm bằng từ dừa ha, rất là thân thiện với môi trường. Và bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuối già ôm một mối mơ. Cuội ơi, ta nói cuội nghe, ông trăng mãi làm chi? Ủa cuội ơi, cuội ở ông trăng làm gì vậy? Nhưng mà bà bác nói nghe nè, con là phải gọi chú cuội hoặc ông cuội, con đừng có gọi thằng cuội nha. Thằng cuội là không hay nha con trai. Chắc là cố cuội luôn. Đúng rồi, con mới là con biết không? Rồi thôi, đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ bật đèn lên đã, bởi vì bông trăng bỏ đây. Con sẽ hát You Might Be Alone. Thôi thôi thôi, cái bài đó là sai rồi. Cái bài đó là bài sức mạnh, đúng không? Ngập lời du. Phải không? Hùng Tâm muốn hát bài đó không? Con muốn hát bài gì bây giờ? Dạ, ngập lời du. Ngậm lời du. Rồi xin mời Mì Mí có nghe hai hát không? Mì Mí nghe nè. Nó xúc cái màn xuống một cái là nguyên cái xuống. Nguyên cái mùa Trung Thu này đó nha con gái. Rồi xin mời nam ca sĩ Hùng Tâm. Lời du du nghe ngày xưa, bà đưa bé đến giấc trưa say lòng. Để nay mẹ bé mẹ bầu, mẹ ru con bon tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay mộng cánh diều, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Phải không? Giỏi Hùng Tâm. Muốn về quê mẹ mà không có đồ, không có tiền. Thôi bây giờ bật đèn lên đã. Tinh tinh à, ảo thuật quá đẹp. Nói chung là hôm nay Trung Thu này cũng là một cái Trung Thu rất là đặc biệt, và cũng là một tập vlog đáng nhớ của gia đình của Quốc Nghiệp Ngọc Mai, bởi vì vừa được thưởng thức bánh ngon và uống trà thơm nữa, và có những cái bài hát Trung Thu, và đặc biệt hơn là mỗi thành viên trong gia đình đều có được một cái lồng đèn rất là đặc biệt từ Bến Tre, có nghĩa là một trái dừa khô, một cái đèn cầy ở trong đây. Nhưng mà đúng rồi con gái, con làm rất là đúng, bởi vì nếu mà chúng ta để lâu có thể nó sẽ gây ra rất nhiều những sự nguy hiểm, đó là lỡ nó cháy cái cọng này, hoặc nó cháy cái tóc của chúng ta, nó bốc khói lên rồi lên trần nhà, xong rồi nguyên cái chỗ nơi này sẽ thành một công viên nước. Chúng ta nên thổi tắt nến nha con trai. Chơi bà bá dặn miếng nhu con rồi. Ủa vậy hả? Vậy là bà bá chưa thổi nữa, và cái trần nhà này nó cũng chưa có thành cái công viên nước, mà là con đã bị rơi những cái giọt nước vô mặt con hả? Đã, chính là từ miệng bà bá. Con người bóc phốt rồi nha mọi người. Còn thôi chúng ta thổi. Đó. Để cho an toàn. Và cái này chúng ta có thể giữ kỷ niệm, và Trung Thu năm sau chúng ta sẽ được chơi tiếp. Và năm sau mà má sẽ biến hóa ra những cái món tuyệt chiêu mới. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem một cái vlog của gia đình, để chia sẻ những cái khoảnh khắc, những cái câu chuyện rất là tuyệt vời từ ông nội, bà nội và bà cố của Hùng Tâm và Mì Mí. Thì nghĩ rằng cái câu chuyện này á, có thể nghe qua mọi người sẽ không tin đâu, và sẽ còn rất là nhiều những cái thắc mắc nữa, nhưng mà sẽ còn tiếp tục những câu chuyện tiếp theo ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ
Hey. Mọi người ơi, đừng quên đăng ký trên cuốn Góc Nhìn Ngoài Mai Official để xem được nhiều video thú vị nữa nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.